Hello Hi, baby. Baby, can you come over? I'm at home. Do you have food? No, but my parents are not at home. Huh? Are they coming back with food? Rồi, ok các bạn. Thì trong cái clip mà tiếng Anh này nó có ba chỗ phát âm mà mình hay bị đọc ở ngoài thì dễ nhưng mà vô câu các bạn sẽ quên ha. Một là chữ b phở, chữ p ha, chữ này ở ngoài đọc rất là dễ nhưng mà vô câu các bạn giống như chữ parents ha, parents thì chữ p, people ví dụ như vậy, nó là chữ p là hay, vô câu hay bị sai lắm bạn ha, apple ví dụ vậy ha, hay sai lắm, dần nhớ nha, p luyện nhiều một chút thì các bạn mới vô câu các bạn mới nhớ được, và nhớ là luyện ở ngoài và luyện trong câu nha, chữ b ha, chữ p các bạn ha. Rồi, ok. Kế tiếp là chữ I'm. Thì chữ I em các bạn ha. Thì ở ngoài bạn luyện rất là dễ, I'm. Rồi bạn kéo dài chữ I ra ha, I'm. Xong cuối cùng là đó, I'm. Ha, dễ lắm. Nhưng mà vô câu bạn sẽ quen, cái miệng bạn khép nhanh ha. Đó là cái cách mà mình hay nói tiếng Việt á, là miệng mình khép nhanh, mình đọc am, am, am. Thì nó sẽ hơi lệch lệch chút các bạn ha. Thì sẽ là I'm mới đúng hơn ha, I'm home ha. Rồi, kế tiếp luôn, đó đó cái chữ home đó luôn ha. Thì mình hay tập cái chữ home là chữ home 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 ở ngoài đúng không, nhưng mà sự sự nó đọc nó có cái rhythm, nó có cái intonation của nó trong đó, tức là có cái ngữ điệu hai bạn đọc là home home I'm home ha, chứ không phải là home. À, thật ra bạn đọc I'm home người ta cũng hiểu, nhưng mà lúc mà bạn luyện luyện phát âm á thì bạn luyện nhiều một chút để coi coi cái mình thích cái đó không, mình thích cái đó thì mình luyện là nó sẽ đúng ha, là I'm home home hai bạn nghe, chứ không phải là home nha, nhưng mà người ta vẫn hiểu nha. Kế tiếp là phần tiếng Trung nè. Rồi, phần tiếng Trung á là bạn nhớ đây là công thức duyệt lại duyệt ha, duyệt lại duyệt dùng rất là nhiều luôn. Duyệt lại duyệt có nghĩa là ngày càng. Ví dụ như là ngày càng giỏi, duyệt lại duyệt giỏi, ví dụ như vậy ha. Ngày càng mập, duyệt lại duyệt mập, ví dụ như vậy ha. Bạn chưa biết từ vựng thì bạn ráp tiếng Việt vô thì nó sẽ ok cho các bạn hơn ha. Đó, mình có duyệt lại duyệt là ngày càng. Đó, bạn thấy không? Bạn có thể từ từ một bạn chỉnh sửa ha. Rồi, thì cái chữ trong clip của chúng ta là chữ bên. Bên có nghĩa là ngu của bạn, bạn hay coi trong bộ phim á, phim nó hay nói nghĩa hình bên ha, sao ngu quá vậy, ví dụ vậy ha. Thì mình sẽ nói là duyệt lại duyệt bên. Duyệt lại duyệt bên ha, tức là ngu quá vậy, càng ngày càng ngu, ví dụ vậy ha. Đó. Rồi, ok. Thì các bạn nhớ về mặt phát âm thì chữ y này nó là cái âm y, nó là u e, nó giống như hoa huệ vậy bạn ha, nó là phải lên chữ e. Thì cái thói quen của chúng ta người Việt thì thường là hay phát âm theo chữ e, tức là oe. Bạn hay đọc y lại y, tức là chữ oe, đó, nó e. Mà nhưng mà đúng là phải là y lại y, chứ không phải là y lại y. Ha bạn ha. Thì bạn luyện nhiều bạn sẽ cập nhật được cái phát âm đó à. Còn lúc đầu thì chúng ta vẫn có thói quen, các cơ của chúng ta nó lại thiên về chữ e, thiên về chữ e các bạn ha. Mỗi ngôn ngữ nó đều như vậy hết, người Mỹ cũng có những cái thói quen của chữ e ha. Rồi, đúng của nó là duyệt ha, còn mà đọc duyệt người ta vẫn hiểu ha bạn ha. Thanh bốn, duyệt lại duyệt ha, duyệt lại duyệt đó, duyệt lại duyệt bình, duyệt lại duyệt phèo lộn, duyệt lại duyệt phèo liang ha, càng ngày càng đẹp, ví dụ như vậy các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn, nếu các bạn thấy hay thì like và chia sẻ giúp mình có động lực làm nhiều video clip hay hơn. Bye bye.